Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về việc ban hành quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tờ trình về việc tạm thời xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức lãnh đạo quản lý, ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông và xây dựng, hai dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 12 về chương trình phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết số 09 về chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với tờ trình về việc tạm thời xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, ban quản lý dự án đầu tư công trình, giao thông và xây dựng. Đối với việc ban hành quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng chí yêu cầu Sở Công Thương tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng chí nhấn mạnh, đây là chương trình lớn, có ý nghĩa quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhưng cần làm rõ các đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực, nội dung, phạm vi, quy mô thực hiện để đạt hiệu quả. Cần quy định rõ, mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ một chương trình, các mức hỗ trợ phải rõ ràng, cụ thể, tránh tình trạng không rõ nghĩa, mỗi người hiểu một ý. Đồng chí nhấn mạnh. Giao Sở Công Thương về rà soát lại và trình lại, gửi cả từ Sở Tư pháp đến Sở Tài chính và tham gia ý kiến lại rất là rõ. Vì các đồng chí phải tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đồng chí, kể cả gửi ban quản lý đi. Chúng ta đây là xây dựng cơ chế tập thể. Đây là một cái chương trình rất lớn và rất khó, phải xác định thế, chứ không phải dễ. Nên là rất thận trọng và nên chọn ở mức nào. Về chủ trương thì đúng không? Rất tốt. Nhưng mà về cụ thể thì còn rất trừu tượng, mà cái ý hiểu thì mỗi người hiểu khác nhau. Do vậy là ta rất thận trọng cái nội dung này trước khi hỗ trợ và ban hành. Thế còn đã làm hỗ trợ một cách bài bản, có hệ thống thì ta phải có đề án, rồi có chương trình hỗ trợ, rồi thông qua hội đồng chúng ta phê duyệt đấy, thì nội dung đấy thì phải là theo văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trương thì đúng và tư tưởng tốt, nhưng mà cách làm mà không đúng thì rất nguy hiểm, nhất là bối cảnh hiện nay, nên ta rất thận trọng nội dung này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện hai dự thảo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.